Để thực hiện showcase phiên live liên hoàn kéo dài 15 phút, các đội đã trải qua quá trình tập luyện cực kỳ căng thẳng. Một phiên live stream liên hoàn thì đòi hỏi là tất cả thí sinh, mentor cũng như là khách mời phải có cái sự kết nối rất là mượt mà. Mình thật sự sợ mọi người. Cái tập trước thì chỉ yêu cầu 1 phút thôi, còn tập này yêu cầu tới 15 phút là sẽ kéo dài hơn 15 lần. Nắm cái váy mà. Duy cũng đã liên tục nhắc nhở thí sinh, nếu mà tụi em chỉ cần chạch đường dây một cái là cái phiên này nó sẽ thất bại. Mọi người hình như em nói là không ai nghe hay sao ấy. Bây giờ hỏi lại ai mặt ai đờ đẫn nha. Làm thế nào để mình truyền được cho những cái thí sinh để họ cũng làm tốt y như mình thì thực sự là một cái bài toán khó. Rô nhạc mình ơi. Áp lực trên vai rất nặng nề, nặng hơn cả đôi quang gánh của mẹ gánh. Dẹp hết đây. Rồi tôi cần một nam nhân mạnh mẽ hơn đi. Lên đồng, lên điệu. Nhạc lên. Nghe kìa. Nghe không trả lời. Hơi căng nha. Nghe nói lại cái câu nam thần gì. Hai câu này dễ quá. Cho một nam thần mạnh mẽ lên đi. Lên đi, mạnh mẽ lên đi là lên lại cái nhạc hồi nãy. Áp lực giành chiến thắng của các mentor và thí sinh. Bọn em là phải dồn hết tất cả các khả năng và sinh lực vô trong cái bài thi này. Với chủ đề số team Lucy Tuấn Dương là quyết định sẽ đầu tư về mặt nội dung, gọi là cho thêm những cái mảng miếng hài trending vào. Khá được. Công chúa biết quê á. Đang mắc chốt đơn lại còn gặp má này nữa, về chỗ đi. Đã mời được Khiết Đan và chị Viên VB. Đây là hai người mà diễn hài là mình rất là thích. Cái này em sẽ té sau nha. Anh Long Chun đã có mời thêm một đội nhảy và một đội múa lân để làm cho cái không khí của buổi đầu live stream thật là sôi động và thu hút người xem. Thế cả hai lần đội lân đều xuất hiện bên này. Khi mà mọi người mà tụ hết bên này này, thì em nói là chào mọi người, chúng thần xin phép xuống live đây. Là tùng 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 là nhạc bên đấy. Mọi người là đầu tư hết sức có thể về trang phục ha, phụ kiện để cho chị Đan nhảy ha, là cũng tiền không. Đặc biệt hôm nay anh Thoại mời khách mời chứng đẳng luôn. Rút gan, rút ruột. Những thứ gọi là chất xám sẽ được đổ hết vào cái show cây này. Đến tập này thì thật sự là cuộc chiến của mentor đã bắt đầu kết thúc. Và đây là lúc sàn diễn của tất cả các bạn thí sinh. Lữ thần may mắn Rosie sẽ là người mang đến những cái điều tốt đẹp cho ngày hôm nay.